Bây giờ Tion sẽ review quán Chi Kỷ. Đây cũng là một quán hải sản ở Côn Đảo. Vào trong đây thì không có nghe mùi tanh hôi. Cũng được, mặc dù bán hải sản. Rồi. Ốc gai. Trời, bạn bè của tôi. Bạn bè của tôi ơi, sao các bạn bị bắt? Bây giờ chưa ra ăn cơm đi chiều hết ăn đồ. Ốc hương nhỏ 780 ngàn một ký. Các bạn ơi, mình sẽ không bao giờ ăn thịt các bạn đâu. Nhưng mà các bạn chết thì mình ăn nha. Bạn nào bị chết rồi mình mới ăn. Nếu mình có nhiều tiền một chút mình sẽ thả bạn về dưới biển luôn. Nhưng mà kênh YouTube của mình thấy không ai ủng hộ hết. Đó là ý trời rồi bạn ơi. Trời ơi, cá đây mình muốn thả quá, mình nhìn là mình muốn thả hết luôn á. Thả hết cái đám này là mấy chục triệu á mọi người. YouTuber là làm clip câu view để kiếm tiền. Còn mình đâu có câu view đâu. Wow. Bạn của tôi ơi. Tôm mũ ni.